Hello, xin chào mấy tình yêu xinh đẹp của Trinh nha. Lâu lắm rồi Trinh mới làm một cái clip hay là livestream trên Facebook như thế này. Thì hôm nay Trinh sẽ quay trở lại với một cái clip review son mà Trinh đã sử dụng trong cái thời gian vừa qua. Thì thực Trinh đã sử dụng rất là nhiều loại son, như là mắc tiền cũng có, rẻ tiền cũng có, tốt cũng có, cực kỳ tốt luôn cũng có. Nhưng mà thực sự em này, thực sự là Trinh đánh giá là 10 trên 10 luôn mọi người ạ. Nếu mà nói về cái hình dáng bên ngoài thì em này cũng như là những cái bản đứt của những cái loại son khác, cái hình dáng thì cũng khá là quen thuộc với chị em phụ nữ của mình. Nhưng có những cái điều đặc biệt sau đây các bạn nên sử dụng em này, rất là an toàn và rất là tin tưởng. Vì sao mà Trinh tin tưởng em này đến như vậy? Cái Laura Sunshine này có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, đó là mọi người thấy không, có chữ ký của chị Nhật Kim Anh ở trên đây ạ. Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai, vỏ son hộp son của em này có một cái bản in hướng dẫn sử dụng kèm theo là hạn sử dụng, ngày sản xuất luôn ở bằng tiếng Việt ở trên hộp son. Thì ở trên đây á có một cái logo in nổi. Hai cái đặc điểm này á thật sự không có chỗ nào mà phát được em này hoặc là giả mạo được em này. Tại vì chỉ có hàng chính hãng của chị Nhật Kim Anh mới có chữ ký của chị Nhật Kim Anh và mới có một cái logo in nổi vậy thôi ạ. Đó là cái đặc điểm mà Trinh rất là an tâm khi mà Trinh sử dụng em này. Đó là về cái hình dáng. Nói về cái chất son thì mình phải nói đến cái độ bền màu trước đã. Đánh giá em này là từ 8 tiếng cho tới 10 tiếng. Vì có những lúc mà Trinh đi sinh nhật, Trinh đi tiệc tùng hoặc event, Trinh ăn uống tha hồ luôn. Nhưng cái lớp ở bên ngoài nó chỉ trôi đi một ít thôi mọi người. Nhưng mà nó còn apply ở trên cái môi của mình một lớp mỏng nhẹ, rất là mịn, rất là mượt, không có thấy cái vết nhăn của môi của mình, nhìn rất là tự nhiên. Và cái điều mà Trinh rất là thích ở đây nữa là khi mà mình ăn uống á, nó sẽ không dính lên đũa muỗng hoặc là ống hút của mình. Cái đó là cái thẩm mỹ mà Trinh rất rất là thích và rất là hiếm trên những cái loại son trên thị trường hiện nay làm được ha. Đó là về độ bền màu ha. Bây giờ qua cái thứ hai cực kỳ quan trọng luôn, đó là thành phần của son. Thì thành phần của son á, những cái chất ở trong đây á, Trinh đã tìm hiểu và Trinh cam đoan với các bạn là thứ nhất không có chì, là 100% natural. Cái thứ hai là có một cái chất chống nắng nhẹ, khi mà để các bạn đi làm buổi sáng hoặc buổi trưa, buổi chiều, nó sẽ chống nắng cho mình, chống bụi bẩn. Đây là có tất cả các thành phần hẹn sử dụng cũng như là hướng dẫn sử dụng trên đây luôn. Đó, các bạn rất là yên tâm khi mình mua em này. Cái bộ Laura Sunshine này á, hiện tại là đang có 5 màu rất là hot hit trên thị trường. Mà 5 màu này toàn là tông tây thôi mọi người ạ. Rất là dễ sử dụng khi mà mọi người make up baby hay là lồng lộn để đi event hay là hóa thân thành một cái cô nàng skill xa sang chảnh, thì năm màu này đều đáp ứng cho mọi người hết, tất cả những cái tông make up, tất cả những cái style ha, rất là dễ phối đồ, rất là dễ lên gương mặt của mình mọi người ha. Thì bây giờ thời lượng thì có hạn nên Trinh chỉ test một màu trên môi để cho mọi người xem cái chất son như thế nào thôi. Năm màu còn lại Trinh sẽ test lên tay cho mọi người xem ha. Bây giờ đây là cái môi mà Trinh không có đánh son gì hết đây nè mọi người ha. Bây giờ Trinh sẽ lấy khăn giấy Trinh bôi đi một lớp để cho mọi người yên tâm ha. Đây ạ. Môi là Trinh giữ kỹ lắm, tại vì da mình có thể phục hồi nhưng môi rất là khó phục hồi mọi người ạ. Trên gương mặt của mình, nhất là cái vùng mắt, thứ nhì là cái vùng môi nó rất là khó chịu, nên mình phải sử dụng một cái sản phẩm nào đó nó mang tính an toàn rất là cao. Bây giờ Trinh sẽ sử dụng màu cam đất đi ha. Đây là cái màu mà Trinh yêu thích nhất và đây là cái màu mà đầu tiên Trinh mua luôn. Trinh xài rất là ok nên Trinh quyết định là Trinh mua 4 màu còn lại để full bộ sưu tập Laura Sunshine. Bây giờ là Trinh sẽ wash trên môi cho mọi người xem ha. Đây là màu cam đất nha mọi người nha. Ở đây cũng có cái màu cam đất, nhưng mà cái màu cam này là cam đất luôn, cam thuần luôn. Còn cái này là cam hồng, giống như là cam đào vậy á mọi người. Cái màu cam đất này Trinh cực kỳ rất là thích. Tại vì mình lồng lộn cũng được, mình sang chảnh cũng được, mình tây luôn cũng được nữa. Mọi người thấy không? Rất là đẹp ha. Trinh rất là yêu thích màu này. Đó, năm màu son này đáp ứng tất cả các nhu cầu của các bạn. Chưa kể là cái son này có thể là má hồng được nha, nhưng mà
các clip sau Trinh sẽ wash cho các bạn đủ 5 màu và Trinh sẽ đánh thử cái má hồng cho các bạn xem luôn, cực kỳ là gọi là perfect luôn á. Nhưng mà bây giờ là thời lượng không có hạn nên Trinh sẽ wash ra tay cho mọi người xem nha.